Một con iPad mới chính hãng mà giá chỉ có 6 củ thì liệu có đáng mua hay không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay chính là iPad Gen 9. Nếu các bạn đã quan tâm tới iPad Gen 9 thì có thể tìm hiểu tại 24 giờ Store thông qua đường link mà để bên dưới phần mô tả của video. Cam kết giá rẻ nhất thị trường, thuốc cuộc đổi mới dẫn trực tiếp thêm đến 1,5 triệu đồng. 24 giờ Store còn đang có chương trình trả góp 40 chỉ từ 3 triệu là con máy xài ngay. Đặc biệt mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, 24 giờ Store tung ưu đãi kép giảm đến 61% toàn bộ sản phẩm, còn tặng thêm voucher 100k áp dụng giảm trên giá đã giảm. Nếu chỉ nhìn về thiết kế thì rõ ràng iPad Gen 9 có một bộ mặt khá cũ kỹ. Khi đây vẫn là ngôn ngữ thiết kế của những dòng iPad cũ từ xưa rồi. Mặt lưng thì vẫn là kim loại nguyên khối nhưng được thiết kế theo kiểu hơi cong về các cạnh như thế này. Nhìn nó sẽ không gọn gàng, không hiện đại như là khi được vát phẳng. Mặt trước cũng là kiểu viền rất dày, nhất là viền trên và viền dưới vì ở đây chúng ta sẽ có nút Home tích hợp với Touch ID. Nói chung nhìn bên ngoài thì hơi chán một chút nhưng mà giá trị của con iPad này không nằm ở thiết kế mà nằm ở những thứ bên trong. Chúng ta sẽ nói về cái màn hình này trước. Đây là một màn hình có kích thước 10.2 inch. Với mình như thế này là vừa đủ để các bạn có một không gian hiển thị và sử dụng thoải mái nhưng cũng không quá cồng kềnh. Với chất lượng hiển thị thì đây có thể nói là một con màn hình ổn, thậm chí là tốt trong tầm giá này với độ phân giải là Full HD Plus và vẫn đạt chuẩn Retina của Apple với mức độ điểm ảnh khoảng 265 PPI. Màu sắc vẫn hiển thị đủ rực rỡ, độ chi tiết ổn, độ sáng 500 nit là cũng đủ để mọi người dùng trong nhà hoặc là đem ra ngồi ở mấy quán cà phê. Mình cũng đã thử hỏi một vài người bạn mình là người dùng phổ thông rồi và mọi người đều nói là cái màn hình này không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên với những ai kỹ tính hoặc là có hiểu biết về công nghệ thì sẽ thấy được rằng nó có một khoảng cách giữa lớp kính trên và lớp hiển thị. Nguyên nhân là Apple đã tách ra làm hai, ở trên là lớp cảm ứng còn ở dưới sẽ là lớp hiển thị, bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí hơn, làm giá thành của nó bán ra cũng được rẻ hơn. Nhờ có sự tách lớp như thế này mà nếu trong quá trình sử dụng các bạn có lỡ làm vỡ mặt kính ở trên mà lớp hiển thị dưới nó vẫn còn nguyên thì cái chi phí để mọi người thay cái mặt kính trên nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc các bạn thay luôn cả cái màn hình. Tới camera thì chúng ta sẽ không nói quá nhiều về cái camera sau này, bởi vì mình thấy chả ai mà dùng cái cam này để mà chụp ảnh cả. Chúng ta sẽ nói về cái cam trước nhiều hơn. iPad Gen 9 có camera trước là ống kính góc siêu rộng cho độ phân giải là 12 MP. Mọi người hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng cam trước này để video call hoặc là học tập, học hành online với một góc nhìn khá là rộng. Tầm khoảng thêm 1-2 người nữa ngồi nói chuyện chung phía sau vẫn là vô tư. Chất lượng mic điện thoại cũng cực kỳ ổn. Loa của con này cũng khá là to nhưng mà âm thanh lại không quá hay, nằm ở mức ổn mà thôi. Đủ để đáp ứng cho các bạn được những cái nhu cầu như là xem phim, chơi game các kiểu. Thì iPad Gen 9 được trang bị con chip A13 Bionic, tức là giống với những con iPhone 11 series. Vì thế nên rõ ràng là nó không còn quá mạnh nữa, nhưng mình dám khẳng định với các bạn là nó vẫn dùng tốt, vẫn ổn định và mạnh hơn nhiều những chiếc máy tính bảng Android khác trong tầm giá này. Như mọi người thấy thì những tác vụ cơ bản vẫn cực kỳ mượt mà, không bị giật lắc gì cả. Dù các bạn có chơi game thì chắc chắn hiệu năng nó cho ra vẫn sẽ mạnh hơn mấy con iPhone 11 vì nó lớn hơn, tản nhiệt tốt hơn, nên là máy game như là Liên Quân, Tốc Chiến thì mọi người cứ chơi thoải mái. Đó là mới nói về con chip, còn khả năng hỗ trợ và update phần mềm thì không con máy tính bảng nào trong tầm giá này so sánh được iPadOS trên Gen 9 cả. Mọi người phải biết là tới tận thời điểm hiện nay iPad Gen 9 vẫn được hỗ trợ lên những bản iPadOS mới nhất. Hơn nữa các bạn còn có thể đồng bộ với những thiết bị khác của nhà Apple như là iPhone, MacBook v.v. giúp hỗ trợ tốt trong cả công việc và học tập. Với những bạn nào đang học hoặc là đang làm về đồ họa thì cũng hoàn toàn có thể mua iPad Gen 9 bởi vì nó có hỗ trợ Apple Pencil để mọi người có thể vẽ vời nè, thiết kế trực tiếp trên này luôn. Nhưng mà mọi người nhớ rằng nó chỉ hỗ trợ cho Apple Pencil đời đầu thôi nha. iPad Gen 9 thì được trang bị viên pin 8557mAh. Với viên pin này thì mọi người cứ thoải mái mang đi học, đi làm cả ngày mà không sợ hết pin. Tổng kết lại, mình thấy iPad Gen 9 phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên, thậm chí là nhân viên văn phòng có ngân sách không quá cao, mua về để hỗ trợ cho công việc và học tập. Đây thực sự là một lựa chọn rất hợp lý và phù hợp với cực kỳ nhiều người. Và các bạn nghĩ sao về iPad Gen 9? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.